Combo nhà chính Tower 11 leo rank huyền thoại, tất cả sẽ có mặt trong video ngày hôm nay. Let's go. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cả combo lính bộ của bạn Beskar hiện. Đây nhà chính Tower 11, một tướng tá là chưa mắc này, trang bị nó cũng hơi cùi bắp này. Nhưng mà đánh combo lính bộ này càn rất hay nha. Và các bạn hãy chú ý là cái xe phóng gỗ anh em cứ phải xin vào cho nó phấn khởi. Đấy, bởi vì 11 mình đã có đâu, 12 bắt đầu mới sản xuất được. Và cái combo này nó đánh càn dễ lắm. Anh em cứ dàn hàng ngang lính rồi nhớ thả spell cho nó chuẩn là được thôi mà. Đây, cụm này xe phóng gỗ nó ủi thẳng nó đến tận khu vực nhà chính luôn. Bô lơ bô liếc này, vụt hỗ trợ này, golem đi trước này, bowler với cả witch theo sau này, nhà clan này. Đấy, có con gì thì xài con đấy. Balloon cũng được, không thì anh em mới xin Z tỷ Valkyrie về múa nó cũng xong thôi mà. Cứ combo lính bộ vào múc là được. Đây đơn giản đâu. Bây giờ thì chỗ nào thích thả băng thì thả băng, mà chỗ nào thích thả spell gì nữa thì cứ đội quân đến đâu thì mình thả ở đấy. Rồi easy chưa? Cầm về ngay có 3 sao. Và đặc biệt là với cái kiểu dạng mà ring bay kiểu này nữa thì lùa cái là hẹo hết cả nhà thôi các sếp. Ngọt lịm luôn nha. Mà đi bay thì anh em chọn được nhà mà. Đấy, lại một cái dạng bay này nữa cho các sếp này. Vẫn kiểu là ba golem vào trước này, wizard dàn hàng ngang này, xe phóng gỗ này. Bạn thả cái con phá tường vào cho nó vui thôi chứ em phá tường đấy cũng không hiệu quả đâu. Không thì anh em về xài mang hai con archer thì cũng được. Bây giờ thì quản giáo King Queen vào. Đấy, mời anh em vô. Múc hết. Đây, xe phóng gỗ bạn bế đơn theo hướng của đại bàng. Đây, bây giờ trong này bạn có Zeti này, Balloon này, đấy. Tức là anh em cái trong cái xe phóng gỗ nó không quan trọng lính gì lắm đâu. Nói chung cứ có lính là mừng rồi. Mà điều quan trọng nhất trong cái combo này là anh em phải có xe phóng gỗ để mở lối, bởi vì là chúng ta không mang bom đi để mà mở đâu. Và combo này thì cứ tràn ra thôi. Còn giáo giờ này bạn còn chưa cả gồng này. Đây, cần hết. Mà gặp thêm những cái dạng mà Inferno một tí thì thôi, bạn xong với tôi luôn. Và tớ thấy cái combo này nó hiệu quả hơn so với cả là xét và động đất đấy nhờ. Xe phóng gỗ nó mở ra. Ok. Trận này còn chấp quản giáo không xài luôn. Úi dồi ôi. Ngon, anh em thấy hay hữu ích nhớ cho lượt like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình nhá. Tiếp tục đến với trận đánh 3 sao của bạn ấy tiếp nào. Nếu các bạn nào mà muốn có những mẫu bay miễn phí thì mình có sẵn những mẫu bay ở trên website akarigaming.com. Ở đây chúng ta sẽ có những mẫu bay từ nhà chính 5 đến nhà chính Town 15 đầy đủ cho các bạn mang về áp dụng và xài. Ngoài ra cũng có một số mẫu bay của căn cứ thợ xây nữa. Thì nội dung ở trên website Akari Gaming của mình đều là miễn phí hết các bạn nha. Nếu các bạn nào có nhu cầu mua những mẫu bay mà nó hoành tráng hơn về vua, về bay cúp hay là tham gia những cái khóa học đến từ những game thủ top thế giới thì các bạn có thể tham khảo trong classschool.com về lớp học. Các bạn có thể tham khảo trong classcham.com để mua thêm mẫu bay. Và khi các bạn sử dụng dịch vụ của hai website này, anh em nhớ nhập mã Akari thì các bạn sẽ được giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ trọng này nhá. Chúc anh em vui vẻ chơi game thật là hoành tráng nhá. Đây nhà tha hôn 12 nữa ấy, mà lần này là đội quân của bạn là gặp cái nhà là nhiều bờ tường hơn, nó sẽ khó hơn trong hướng tấn công. Nhưng mà không sao cả, quân mình đông mà, xe phóng gỗ mình có mà, sợ gì, cứ vậy là ủn vô thôi. Và quản giáo đáng là bình thường thì sẽ phải gồng từ sớm như thế này luôn. Ê, nhưng mà tùy trận, bạn cứ để vào sâu phía trong bạn chơi. Và rõ ràng là Inferno một tia đốt không xuể với 7 wish được. Bạn ưu tiên là bơm cuồng nộ sớm những đội quân ở đây đây này. Mở xong cái lối này. Ui, quản giáo bị Inferno một tia nó bế đi rồi. Ca này sẽ bật gồng hỗ trợ. Đấy, bowler được thêm một cuồng nộ. Mục đã thật. Anh em thấy không? Bowler được thêm cuồng nộ vào nó bế đi thì hết nước chấm luôn. Combo hiệu quả cho các sếp. Cùng bờ tường luôn. Queen múc với Inferno một tia xong luôn. Tầm này vẫn đang còn hai cái đóng băng nữa. Úi giời.
chấp hết luôn. Đội quân của tôi mà, sợ gì bạn. Đấy, hiệu quả ngay. Sếp nào mà có những combo hoặc những mẫu bay hiệu quả như thế này nữa thì cứ liên hệ mình làm video để chúng ta cùng chia sẻ cho các bạn khán giả khác để học tập rồi để tham khảo thêm. Nhiều combo thì để phù hợp thêm với nhiều bạn, ví dụ như có bạn thích lính bộ, có bạn thích lính bay thì sao, đúng không? Đấy, thấy hay hữu ích cho lượt like, share, đăng ký kênh. Sếp nào mà múc gói thì nhớ nhập mã Akari trước khi múc nha. Hoặc là bị lỗi quốc gia cần tư vấn cách khắc phục thì tham khảo trên fanpage Akari Gaming của mình với hơn 150.000 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia. Easy bà sao cho sếp. Cứ thế này là leo rank tốt rồi. Rồi, một nhà nữa cho các sếp. Đi cứ phía đại bàng là sếp múc vô. Golem đi trước. Và lưu ý là thả xe phóng gỗ trước khi anh em thả wish, bởi vì để cho nó mở tường được càng sớm càng tốt. Và còn một phá tường là bạn ưu tiên bạn mở cái lối này vào sớm cho đội quân này này. Rồi, lông nhông hết cả lên. Và các bạn cũng lưu ý là những bình xương nha, phải được thả ra để nhiễu cho Inferno các thứ nữa. Đấy, spell thì anh em thấy rồi mà đúng không? Đơn giản thôi, lính clan thì có con gì thì lụm con đấy. Z thì cũng được, bowler cũng xong. Múc hết. Lại phải 3 sao rồi chứ còn gì nữa. Êm xịt. Đấy, hiệu quả luôn. Tuyệt vời. Sắp tới thì sẽ cố gắng cập nhật thêm về những cái combo mà đánh về thuật sĩ. Nếu anh em nào có thì anh em cũng cứ liên hệ luôn đi để chúng ta làm. Ở các cấp độ nhà chính khác nhau thì cũng cần những combo khác nhau. Trận này xếp một chấp 2 băng không xài luôn sao. Uầy, tuyệt vời quá. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong những video và livestream sắp tới trên kênh Akari Gaming nhá. Anh em lưu ý thấy hay thì cho lượt like, share, đăng ký nhá. Sếp nào tự múc được nhớ nhầm mà Akari trước khi múc gói. Đây là cách mà các bạn ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lương động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Cảm ơn anh em rất nhiều về điều này nhá. Bây giờ thì bye bye. This is the moment we rise.